Quý khán giả thân mến, sỏi đường tiết niệu mà dân gian thường gọi là sỏi thận là một bệnh lý khá phổ biến và thường gặp nhất trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tại Việt Nam, khoảng 10 đến 14% dân số có sỏi trong thận. Tại Mỹ thì có khoảng từ 7 đến 10% số người từng bị sỏi thận một lần trong đời mà không hề hay biết. Cái tỷ lệ mắc bệnh sỏi thận trên thế giới khoảng 3%. Theo các chuyên gia y tế, đây là một căn bệnh khá nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách. Có thể gây ra rất nhiều biến chứng khó lường như viêm thận, bể thận hoặc suy thận mãn tính. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra sỏi thận? Mức độ nguy hiểm và phòng ngừa ra sao? Trong chương trình ngày hôm nay, Bích Ngọc kính mời quý vị theo dõi buổi tư vấn của một chuyên gia về thận tiết niệu. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phước, Phó trưởng khoa ngoại thận tiết niệu Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Xin chào bác sĩ Phước ạ. Dạ, xin chào chị Bích Ngọc cùng quý vị khán giả đã theo chương trình. Dạ, rất vui mừng được chào đón bác sĩ Phước đã đến tham gia chương trình Sức khỏe cho mọi người của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên của chương trình xin gửi đến bác sĩ là xin bác sĩ cho biết cái bệnh sỏi thận là bệnh như thế nào ạ? Bệnh sỏi thận mà dân gian người ta thường nói đó chính là bệnh sỏi đường tiết niệu. Nó bao gồm cả sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản, sỏi niệu đạo. Bệnh này xảy ra khi mà có sự lắng đọng các cái chất khoáng ở trong đường tiểu, lắng đọng trên cái đường dẫn tiểu, nó sẽ tạo thành các cái tinh thể rắn và hay gặp nhất là các cái tinh thể canxi và có kích thước có thể nó lên đến vài cm. Sỏi thận nó hình thành do cái lượng nước tiểu nó giảm và nồng độ các cái chất khoáng nó tăng cao ở trong nước tiểu, và khi có một trong hai hoặc là cả hai cái hiện tượng này nó xảy ra trong một thời gian dài thì nó sẽ có nguy cơ nó hình thành sỏi thận. Đối với những cái viên sỏi nhỏ thì cơ thể mình có thể đào thải ra ngoài khi mà mình đi tiểu tự nhiên. Tuy nhiên đối với những viên sỏi lớn khi nó di chuyển trong cái đường tiết niệu thì nó có thể nó gây ra xây xước, nó gây ra tổn thương cái đường tiết niệu và nó sẽ có thậm chí nó gây ra tắc nghẽn cái đường tiết niệu và nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất là nặng nề. Vậy thì cái triệu chứng của bệnh sỏi đường tiết niệu có dễ nhận biết không ạ? Cái dấu hiệu rõ ràng nhất mà thường xuất hiện nó biểu hiện như thế nào? Xin bác sĩ chia sẻ. Đối với sỏi đường tiết niệu thì triệu chứng điển hình nhất của nó là một cái cơn đau, người ta gọi là cơn đau quặn thận. Đau nó xuất hiện vùng hông lưng, sau đó nó đau quằn quại, nó đau dữ dội, đau từng cơn, nó sẽ lan xuống vùng bèn. Kèm theo đó là một số các cái triệu chứng ví dụ như tiểu buốt, tiểu đau, rồi có thể tiểu máu, tiểu đục, rồi thậm chí bệnh nhân có thể có sốt. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp bệnh nhân sỏi thận nhưng mà không có triệu chứng hoặc là triệu chứng rất là nhẹ, chỉ gọi là đau ở mì vùng hông lưng thôi. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì người Việt Nam thường có thói quen ăn rất mặn. Trong bữa ăn hàng ngày thường có các cái món là thịt kho, cá kho, thì các món dưa muối, dưa cà, rồi ngoài ra lại còn rất là nhiều các cái nước chấm, nước mắm, nước tương, muối tiêu, rồi có khi tương cà, tương ớt vân vân. Thì đây có phải là cái nguyên nhân mà gây ra bệnh sỏi thận không, hay là còn các nguyên nhân nào khác, thưa bác sĩ? Chính xác, đây là một trong những nguyên nhân gây ra sỏi thận mà đã được chứng minh. Ngoài ra còn có một số các cái thói quen ví dụ như uống ít nước, thói quen ít vận động, thói quen ăn nhiều thịt đỏ và ít rau xanh cũng là những cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh sỏi thận. Dạ vâng ạ, như bác sĩ vừa chia sẻ thì uống ít nước là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh sỏi thận ạ. Vậy thì một ngày một người cần phải uống bao nhiêu nước là đủ ạ, thưa bác sĩ? Dạ đúng rồi, khi mà đi khám các bác sĩ tiền điều luôn khuyên bệnh nhân của mình là anh chị em về nhà uống nhiều nước lên, và cái lượng nước đó thì khoảng trên dưới 2 lít một ngày. Và đặc biệt là cái lượng nước đó cần phải trải đều cái trong cái thời gian mỗi ngày đó ra để cho cái lượng nước tiểu đó nó mới lọc ra nó đều và cái nồng độ cả cái chất khoáng nó không có tăng cao quá. Dạ vâng. Như vậy thì cái 2 lít nước chúng ta có thể là chia đều ra uống trong ngày phải không bác sĩ? Dạ. Nếu như mà trong bữa ăn hàng ngày mà chúng ta ăn nhiều canh thì có được tính vào cái 2 lít nước mà cơ thể cần phải uống trong ngày không? Thưa bác sĩ. Dạ, cái lượng nước mà mình đưa vào qua thức ăn cũng tính vào cái lượng nước mà bác sĩ khuyên dùng đó, thì là khoảng 2 lít đó. Dạ vâng ạ. Vậy thì bệnh sỏi thận phổ biến nhất ở tuổi nào và có phân biệt tuổi tác hoặc là cái giới tính không ạ? Bệnh sỏi thận là một trong những bệnh tiết niệu mà thường gặp ở nam giới ở tuổi trung niên và lứa tuổi gặp nhiều nhất đó là từ khoảng 30 đến 55 tuổi. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì một số nghiên cứu người ta chỉ ra rằng thì cái sự khác biệt giữa tuổi giới nam và nữ thì nó không có sự khác biệt. Trong thực tế thì có rất là nhiều người đã sử dụng những các cái bài thuốc dân gian, bài thuốc nam ấy,
có những trường hợp thì là nướng cái trái thơm lên ấy để vắt lấy nước để uống. Người ta nói là uống như thế thì có thể là đẩy sỏi thận ra ngoài được. Hoặc là cũng có người có dùng các cái biện pháp là tiết thực, có nghĩa là nhịn ăn nhiều ngày để trị bệnh sỏi thận. Bác sĩ có ý kiến gì về vấn đề này? Trong thực tế thì dân gian cũng truyền nhau nhiều cái bài thuốc. Tuy nhiên cho đến nay thì vẫn chưa có bằng chứng nào để nói về hiệu quả của những cái bài thuốc dân gian này. Việc sử dụng các bài thuốc dân gian này có chăng thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân uống được nhiều nước hơn, và cái lượng nước tiểu nó nhiều hơn thì cái khả năng mà tổng các viên sỏi nhỏ ra thì nó dễ dàng hơn mà thôi. Như vậy thì trong cái trường hợp nào thì người bệnh cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời khi mà mắc bệnh sỏi thận ạ? Đối với các cái bệnh nhân mà có tiền sử về sỏi đường tiết niệu, tức là trước đây bệnh nhân đã có bệnh rồi thì nên tuân thủ cái lịch khám của bác sĩ. Còn đối với những bệnh nhân mà chưa có tiền sử về sỏi đường tiết niệu thì khi có triệu chứng đau vùng hông lưng thì nên đi khám. Và đặc biệt là khi mà bệnh nhân có triệu chứng mà đau dữ dội vùng hông lưng kèm theo nôn ói, kèm theo sốt thì nên đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Vậy hiện nay thì việc cái điều trị cái bệnh sỏi đường tiết niệu là áp dụng theo phương pháp nào? Và qua cái quá trình thăm khám và điều trị thì bác sĩ có thể chia sẻ vài ca điển hình mà Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã thực hiện thành công không ạ? Trên thế giới hiện nay thì có rất nhiều phương pháp để điều trị sỏi đường tiết niệu. Thì đối với những vết sỏi nhỏ thì người ta có thể điều trị nội khoa, tức là người ta có thể dùng thuốc để điều trị. Còn đối với những viên sỏi lớn thì có rất nhiều phương pháp. Ví dụ người ta có thể là tán sỏi ngoài cơ thể, tức là được người ta nằm lên trên cái máy để người ta tán sỏi không có xâm lấn gì cả. Rồi có thể là người ta sẽ soi theo đường tiểu của mình lên, người ta gọi là nội soi tán sỏi ngược dòng. Hay là người ta có thể tán sỏi thần qua da, hoặc là người ta có thể mổ nội soi hông lưng, người ta lấy viên sỏi ra, hoặc là người ta có thể mổ hở để lấy viên sỏi đó ra. Tại Bệnh viện Long Khánh thì cũng đã triển khai được đầy đủ các cái phương pháp này và cũng có được những cái thành công nhất định. Đơn cử là có một trường hợp bệnh nhân nam 50 tuổi vào viện với cái viên sỏi bằng quang, đã mổ ra được lấy một viên sỏi bằng quang được 0,5 kg, rất là lớn. Rồi có một bệnh nhân vào viện chúng tôi đã mổ hở lấy một nồi soi hông lưng để lấy một cái viên sỏi bề thành, trên cái bệnh nhân đó đã được mổ hở 2 lần trước đó. Hoặc là có rất nhiều trường hợp bệnh nhân vào chúng tôi mổ nồi soi để cắt thành mất chức năng, do là nguyên nhân chính của nó là do sỏi đường tiết niệu nó gây tắc nghẽn mà nó gây mất chức năng ngoài thận đó. Như vậy thì sỏi đường tiết niệu có thể gây nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe, thưa bác sĩ? Dạ, sỏi đường tiết niệu thì nó gây rất là nhiều biến chứng và rất nhiều nguy cơ nặng nề cho bệnh nhân. Ví dụ như có thể nó gây ra thận nó mất chức năng, nó suy thận, rồi có thể nó gây nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát, hoặc có thể nó gây viêm thận bệ thận, hoặc có thể nó gây nhiễm khuẩn huyết, con vi khuẩn có thể nó lan vào trong máu, rồi có thể nó gây sốc nhiễm khuẩn, rồi thậm chí là có thể nặng nề, có thể gây là tử vong. Như vậy thì bệnh sỏi thận hoặc là bệnh sỏi đường tiết niệu đấy có thể chữa trị dứt điểm được không ạ? Mà sau khi mình điều trị rồi thì nó có cơ hội tái phát không ạ, thưa bác sĩ? Vâng, cả bệnh sỏi đường tiết niệu là một bệnh có thể điều trị khỏi, tuy nhiên cái tỷ lệ tái phát nó khá cao. Theo Hiệp hội Niệu khoa châu Âu thì người ta nói sau 5 năm thì tỷ lệ tái phát có thể lên đến 26%. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì sỏi đường tiết niệu được xem là bệnh lý khá nguy hiểm, nhưng có thể điều trị được nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Xin bác sĩ cho biết là sỏi đường tiết niệu có thể phòng ngừa được không? Và để phòng ngừa sỏi đường tiết niệu hiệu quả thì khán giả cần lưu ý những vấn đề gì, xin bác sĩ tư vấn ạ? Bệnh sỏi đường tiết niệu là một bệnh có thể phòng ngừa được nếu quý bệnh nhân sử dụng đúng cả cái lời khuyên sau đây. Thứ nhất đó là phải hãy uống nhiều nước. Thứ hai là phải hạn chế ăn mặn. Thứ ba là phải thường xuyên vận động tập thể dục. Thứ tư là ăn nhiều rau xanh và ạn ít đạm. Và thứ năm là phải đi khám định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời cả cái bệnh sỏi và các cái biến chứng của sỏi gây ra. Một lần nữa thì thay mặt những người thực hiện chương trình là xin chân thành cảm ơn bác sĩ Phước đã chia sẻ rất nhiều những thông tin bổ ích cho quý khán giả. Kính thưa quý vị,
Sỏi thận hay sỏi đường tiết niệu là một căn bệnh khá nguy hiểm nhưng không khó chữa. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động dự phòng và chẩn đoán sớm bằng cách là quan tâm đến sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh và có thể có chế độ ăn uống khoa học. Hy vọng qua những thông tin mà bác sĩ Phước vừa chia sẻ, quý vị có thêm kiến thức để phòng tránh bị sỏi thận và bảo vệ sức khỏe được tốt hơn. Cuối cùng xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.